Vâng thưa quý vị, và một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti, đó là cảnh sát của nước này cho biết vụ ám sát đã được lên kế hoạch tỉ mẩn tại nước láng giềng Cộng hòa Dominica. Theo nguồn tin trên, một bức ảnh đã được đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có hai đối tượng bị bắt giữ sau này đang gặp mặt với thượng nghị sĩ đối lập Haiti Jojon Joseph, người cũng đang bị cảnh sát truy nã. Bức ảnh trên được ghi lại khi cả ba người này đang ở thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, nhằm lên kế hoạch ám sát Tổng thống Moïse. Tham gia buổi lên kế hoạch ám sát này có một nhóm lên kế hoạch cụ thể, nhóm kỹ thuật và nhóm cung cấp tài chính. Một vài đối tượng xuất hiện trong bức ảnh đã bị bắt giữ, trong đó có bác sĩ Christine Emmanuel Shannon và James Solak, cả hai đều là người Haiti. Vụ ám sát Tổng thống Moïse xảy ra vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương. Một nhóm 28 tay súng tấn công vào tư dinh của Tổng thống Moïse và bắn chết ông. Đệ nhất phu nhân Martine Moïse bị thương nặng và sau đó được đưa sang Mỹ cứu chữa. Trong số 28 tay súng trên có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti.